Nhưng mà vì con hiểu được cái công việc của ông xã là nếu đi không không đi được chuyến này thì chắc là coi như là không đi được chuyến nào nữa. À, tại vì là một ngày là vài trăm cuộc điện thoại, vài ngàn cái tin nhắn liên tục là coi như làm việc rất là bận. Kính chào quý tăng ni, kính chào quý bà con. Con tên là Thủy, năm nay là 42 tuổi. Con đến từ Đà Nẵng. Thì đây là lần thứ hai con đến với khóa Thanh Lọc Thân Tâm. Lần đầu tiên thì vào tháng 5 vừa rồi vào Nha Trang ạ. Thì lần này thì con đến đây với lại ông xã và một người bạn. Hơi hồi hộp xíu. Con biết đến chương trình Thanh Lọc Thân Tâm thì cũng khá lâu, từ một người bạn ở bên BKE là bên thầy Trần Bình Quân. Thì bạn đi Thanh Lọc 2 lần về, sau đấy bạn đưa ba mẹ chồng rồi bà con cô bác, nói chung là bạn đưa rất nhiều, mà mỗi lần bạn đưa những người thân bạn bè thì bạn đều gửi cho con, và còn nói là chị đi khóa Thanh Lọc Thân Tâm thì đi rất là lợi lạc. Nhưng mà thật sự thì để mà đến được cái khóa Thanh Lọc Thân Tâm này thì con thấy là nó phải hội đủ duyên. Thì rất là nhiều lần bạn mời, bạn nói về vấn đề là đi Thanh Lọc, nhưng mà phải đến tháng 5 vừa rồi thì con mới sắp xếp được thời gian công việc vào trong thành phố Nha Trang để tham gia khóa Thanh Lọc. Thì sau cái khóa Thanh Lọc á, thì con là người đi đầu tiên, thì chỉ là cảm nhận được là mình được giảm được gần 5 cân, và một cái số phản ứng nhỏ, một cái số lợi lạc nhỏ nên là con cũng không phải chia sẻ với cả nhà. Nhưng mà sau khi mà đi khóa Thanh Lọc về thì bắt đầu là có ăn ra này kia, bắt đầu là con cảm nhận được rất nhiều cái lợi lạc mà mình nhận được từ khóa Thanh Lọc Thân Tâm. Là thứ nhất là về cái phần đau cổ vai gáy của con là hầu như không không còn nữa. Tại trước kia con nằm ngủ một buổi sáng mà nằm hơi 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 gối hơi cao tí hay là lệch cái là buổi sáng là hầu như là rất rất đau. Cái thứ hai là những cái ngón tay của con mà nó bị đau nhức, hai vợ chồng đều bị đau nhức, thì ông xã nói là chết rồi, chắc là ba bị gút, thì nói là vậy là chắc mẹ bị gút rồi. Nhưng mà sau khi đi Thanh Lọc Thân Tâm học các cái chương trình thầy dạy á, thì mình biết là mình bị bế tắc rất là nhiều. Sau khi được thông hết các đường ống thì về tay con không còn bị đau nhức nữa. Một điều mà con cảm thấy là mình cảm thấy là rất là vui, bởi vì là sau khi sinh em bé sau thì con bị sa tử cung, nhưng mà không hiểu vì sao là con muốn tính là sẽ đi điều trị tây y, nhưng mà không hiểu vì sao đi sau cái chuyến Thanh Lọc Thân Tâm về là con không còn đau về cái vấn đề sa tử cung nữa. Con cảm thấy điều này là con cảm thấy rất vui mừng, mà thật sự là con chia sẻ rất nhiều bạn bè để mà mời mời đi cùng mình cái chuyến Thanh Lọc Thân Tâm này, nhưng mà đủ duyên thì có ông xã và một người bạn đi cùng. Và con cũng chia sẻ là các cô bác anh chị tới đây thì con nghĩ là chắc chắn là có điều kiện tốt hơn là hai vợ chồng con. Con xin chia sẻ về chuyện cá nhân một chút. Là ông xã thì công việc vô cùng bận rộn, rất bận rộn luôn, nói chung là không đồng ý đi chuyến này, và kêu là để chuyến khác ba sẽ sắp xếp công việc thời gian để mà đi với mẹ, nhưng mà chuyến này không được tại vì đang công việc rất bận. Nhưng mà vì con hiểu được cái công việc của ông xã là nếu đi không không đi được chuyến này thì chắc là coi như là không đi được chuyến nào nữa. Tại vì là một ngày là vài trăm cuộc điện thoại, vài ngàn cái tin nhắn liên tục là coi như làm việc rất là bận. Và hai vợ chồng cũng sắp xếp hết nhưng mà không thể là nhờ được người để mà lo cho cái em bé nhỏ. Em bé này là đang vào lớp trường tiểu học cho nên là phải đưa em bé xuống như này luôn, và sáng là phải phân chia công việc ra. Sáng là coi như là em bé ngủ thì hai vợ chồng xuống ngồi mình yên, xong rồi là ngồi mình yên tập uống nước sổ tập thể dục chút là vợ mới về chăm em bé, rửa mặt rửa mày xong xuôi cho em bé uống sữa xong xuôi bắt đầu là xuống thay chồng về đưa em bé lên đi học. Cách đây tầm lái xe thì tầm nửa tiếng,
xong về đây là bắt đầu là ăn sáng này kia, nói chung là không trọn vẹn với các thời khóa của chương trình. Nhưng mà con nói với ông xã là mình đã không đầy đủ các cái thời khóa thì mỗi thời khóa mình có mặt mình phải trọn vẹn với nó. Thì sau cái chương trình Thanh Lọc Thân Tâm ở trong Nha Trang thì về thì con cũng đọc sách của thầy, con nghiên cứu hết về quyển sách của thầy, cho nên là về cái chương trình con nắm kỹ thì con cũng nhường phần lớn cái thời gian để cho ông xã được trọn vẹn hơn. Nhưng mà thật sự là cái sức của người phụ nữ nó yếu, nên mỗi lần con mà uống cái chất uống cái thực dược mà con lái xe đi đưa con đi học về rồi về đây lại là tay trong bụng rụng hết, cho nên ông xã phải dù là người mới nhưng phải thay con để đi đưa đón con. Thì con cũng xin ban tổ chức là và quý bà con có mặt là cũng thông cảm, bởi vì là hai vợ chồng là có cái điều kiện nó khó khăn như vậy. Và ông xã con thì hôm nay là thu hoạch cũng rất là tốt. Nói chung là con biết là anh làm trong cái môi trường là uống rượu bia nhiều, tiếp khách nhiều, rồi nói chung là thức khuya cũng có đủ thứ và bế tắc rất nhiều, cho nên hôm nay là anh thu được lợi lạc rất nhiều. Và con mong là bà con mình đi về thì cố gắng lan tỏa, cũng giống như con sẽ cố gắng lan tỏa về cái chương trình này nhiều hơn nữa đến với người thân, với gia đình, bởi vì nó quá lợi lạc. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã cùng nhau là có mặt trong cái chương trình này, và con cảm ơn thầy rất nhiều, con biết ơn thầy rất nhiều. Con xin hết ạ.